Bây giờ tiếp tục với một câu hỏi dành cho Hiếu thứ hai. Ai là nạn nhân tiếng ngáy của Hiếu thứ hai? Hả? Ai là nạn nhân của tiếng ngáy của Hiếu thứ hai? Nhờ mọi người xung quanh diễn tả sau khi Hiếu chia sẻ. Em nghĩ là nạn nhân của tiếng ngáy của em là tất cả khán giả của Hai Một Đêm. Ai cũng nhờ chương trình Hai Một Đêm mà ai cũng biết em ngủ ngáy và ai cũng biết cái tiếng ngáy của em như nào. Thì giờ vậy thôi. Mà em thấy có nhiều bạn gọi là nhắn tin em nói là anh ngáy rất dễ thương. Êm. Anh ngáy êm quá. Đúng rồi. Cỡ nào cũng dễ thương. Bên trang của Lâm đăng cũng vậy, tự đăng Hiếu ngủ ngáy, anh đẹp anh ngáy cũng được. Đẹp được tha thứ hả? Có luôn một bản nhạc về Lofi tiếng ngáy của Hiếu. Đúng rồi. Thôi cái đó là chương trình ekip là hả, chỉnh cái tiếng ngáy của em lại cho dễ nghe rồi em ơi. Nghe trực tiếp ghê lắm. Đúng rồi, nhiều khi hả, chương trình là có remix lại rồi. Phải làm cho Hiếu lên chứ đúng không? Thật ra đó, đó sẽ là thực trạng của chương trình đó. Chương trình bằng Hiếu rồi, tối đi ngủ nhớ ngái giùm chị. Đúng rồi. Có tiếng á, Hiếu chỉ làm theo chương trình thôi chứ bình thường Hiếu đâu ngồi đây đâu ngái đâu. Cái này là tiếng người nha, cái tiếng người nha. Tiếng heo. Rồi, chứ em ngủ thì chưa bao giờ ngái. Em thì thật sự cũng không biết ngái là gì. Đúng rồi. Thì em chưa tiếp cận được. Phải làm cái nội dung thôi. Tại phải vì bên Hiếu buổi sáng em không có hài. Đúng rồi. Nên là buổi tối em phải tạo điểm nhấn. Đúng. 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 Cứ đêm tới là em phải giả bộ. Em là em nhắm mắt, em nhắm mắt nhưng mà em cứ giả bộ ngủ thôi. Chứ thật sự chưa bao giờ ngái. Phải phải đêm. Đó đêm. Cái máy đó mà hết pin cái là không nghe tiếng ngái luôn. Đúng rồi anh, đúng rồi anh. Rồi nói dối thì xin lỗi chương trình. Xin lỗi khán giả, xin lỗi. Jessica nói ngáy như tụng kinh. Có phải đúng không? Dạ. Xin lỗi Jessica, xin lỗi. Tiếp tục có một comment dành cho ai. Cái này có một cái này em thấy hay nè. Mọi người hỏi là mối quan hệ của Chris Van và Ngô Kiến Huy như thế nào, tại hay thấy mặc đồ ngủ đôi với nhau. Chúng tôi không giấu nữa. Cái gì cũng dám làm hết trơn nhờ. Thật ra là hai anh em biết nhau lâu lắm rồi ha, cũng là trước khi tham gia Hai Một Đêm rồi. Và đôi khi cái này sự trùng hợp luôn, bởi vì là quản lý của em với lại chị của Huy là ba người ấy, ba người quen nhau luôn, bốn người luôn, quá tuyệt vời. Là đặt như là rất là có duyên, đặt chung một cái shop, cứ đặt chung shop mà lâu lâu em cũng mặc đồ giống anh Giang nữa nè. Với lại anh em hay tặng đồ cho nhau. Đúng rồi, tặng đồ cho nhau. Cho nên là vô tình trùng hợp thôi. Với lại hai em này ở trong cộng đồng gì đó, Lão Bò Bình Thuận. Không phải. Không phải. Hủ gà. Đúng rồi. Lão gà. Lão bò là ở đâu nữa? Lão bò là cái gì rồi? Đúng rồi, đâu có chữ bò là luôn rồi. Quên lão gà. Xin lỗi. Lỡ bò đi. Anh hỏi nhắn mình nữa. Lỡ bò chữ B là gì ta? Rồi, có là trùng hợp thôi. Trùng hợp thôi. Bây giờ tiếp tục với một câu hỏi dành cho anh Trường Giang. Mọi người hỏi là anh Trường Giang vào trong chương trình có bị áp lực về độ tươi trẻ và sức sống của các bạn không? Và bên cạnh đó có một điều có thể thấy rằng là nhờ sự dẫn dắt của anh Giang mà các bạn trong Hai Ngày Một Đêm đã có những vị thế nhất định càng ngày càng hot. Thì anh Giang có đôi chút nào cảm thấy hơi lo lắng về sự mất thu hút của mình trong chương trình hay không? Khán giả gửi về dài quá ha. Không, nó có hai ba câu rồi. Với một em đọc với một giùm anh. Với mà... là bị áp lực với cái sức trẻ. Sức trẻ. Đúng rồi, sức trẻ và em nhìn là em biết sống. Rồi. Không có ai gần 40 tuổi bới cái đầu cỡ này hết. Không, vẫn rất dày. Không có. Cái gì vậy nè? Ok mà. Okay. Đó là lý do vì sao Trường Giang phải giảm cân. Bởi vì khi mà mập lên mình rất là mệt. Bẻ rạc. Dạ. Với lại khi mình mập lên á. Bẻ rạc cái thứ ghê vậy. Mình di chuyển chậm lắm. Để về tôi nhanh lắm. Bây giờ tôi thiệt, anh quay phim đây chưa chắc quay được tôi nữa. Bởi vì tôi nhanh lắm. Okay. Chưa chắc quay được tôi nữa mà. Tức là chưa out phim nữa mẹ. Với lại khi mình anh quay được anh mà. Tức là khi mình mập lên á là mình bị chậm hơn chút xíu cho mọi người. Mình bị quạo. Đúng. Cái lúc mình mập lên mười mấy ký rồi bắt đầu mình rất chết rồi, mập quá phải giảm. Mà cái người mà muốn giảm cân là luôn luôn là giảm nhanh. Mà giảm nhanh là càng thất bại. Dạ. Là bắt đầu quạo, stress. Rồi khi mặc nó cái ì ạch. Khán giả chửi tôi luôn mà, khán giả nói là sao gì chơi tệ quá, chơi dở quá, không có hấp dẫn gì cả. Thì cái đó đúng mà. Không có ai mà có thể nào ngày nào cũng sẽ tốt được. Yeah. Mình sẽ có nhiều chuyện xung quanh nữa. Nhưng mà mình không có đổ lỗi cho điều đó. Mình chỉ nghe và mình thay đổi thôi. Và đó anh quyết định đó là không có được sống với cái đời sống mà tham nữa. Anh bị tham cái miệng. Tức là anh ăn. Lúc anh ăn hủ tiếu á, là không bao giờ ăn tô hủ tiếu thường đâu. Anh ăn hủ tiếu khô.
rồi rồi tiếp nước thêm một tô xíu quách à. Mình còn bây giờ là một chén tóp mỡ, đúng rồi, tóp mỡ thêm, đúng rồi, tóp mỡ, tóp mỡ. Còn bây giờ là một cọng hủ tiếu anh cũng ăn nữa à. Vâng, anh chị ăn khoai lang trứng rồi thôi. Không, wow. cái này Tuấn chia sẻ thật, tại vì Tuấn lên mà lên nhanh mà lên quá cân á là người nó khó chịu, nó lúc đầu nó y ạch mà nó người nó mà em là, á, em là lên ai? Lên vì nghệ thuật, còn anh là lên vì tham. Không, nhưng mà cái cơ địa rồi cái phản ứng về cơ thể mà nó cũng giống nhau rồi anh. Là cơ địa đó. Cho nên là sau đó tôi nói là không được sống cái đời sống như thế nữa. Tôi về tôi quyết tâm mọi thứ. Khoai lang ngày 2 lát, trứng luộc ngày 2 trứng. Vì tại vì có huấn luyện viên không đồng ở nhà mà. Đó, là bà vợ. Cho nên là tôi quyết tâm hết, ngày cộng một hộp cơm tôi cũng ăn luôn, một cộng bún luôn. Mà tôi đi tập với Tuấn mà có một bữa bị tôi bị tả đè luôn, thì phải mua củ khoai lang vô cho anh Nhiên cậu sáng hồng luôn. Cậu mới chạy kêu người mua củ khoai lang lên bắn lò bị sống xong lên tôi ăn miếng này tôi mới tập được, nó ghê lắm. Và tôi vượt qua, tôi nói là phải vượt qua. Học anh lúc đó là anh xuống là anh xuống theo khổ hạnh nó. Nó khắc nghiệt lắm. Nhưng mà vượt qua được cái khúc khắc nghiệt đó thì mới được 11 kg. Đúng rồi. Oh. Còn cái chuyện mà trong show này mà các em nổi tiếng thì trời, cái điều đó là tôi thầm ước từ khi mà tôi bắt đầu tham gia chương trình nè. Tôi có nói một câu là một cá nhân mà được thì chưa chắc được, nhưng mà tất cả các bạn đều cố gắng thì show sẽ được. Thì đó là ngày hôm nay thì đó, anh nói xong thì em cũng xin báo phúc anh. Là anh ơi, anh đừng có nói là anh vì mập cái là anh bị bệnh, là anh chậm mà không có đâu. Mọi người coi cái tập mà anh chạy cano với là chạy xe đi. Đúng rồi. Trời ơi. Tụi tôi phải ái ngại lạ thì có. Chạy cano thì mình đâu có dùng sức mình, mà chỉ có dùng cái tay thôi. Đúng mà. Không, ảnh trời ơi, lóc chóc giống như cha này. Giống như báo thủ. Cái kỳ mà mình chạy cái xe bán tải nữa, mém xíu là mình đi rồi đó. Rồi. Cái kép giật có như đây à? Ý là cái đó mình ngồi trên xe mình không có dùng, chứ chạy bộ thì mình chạy không lại. Không ngồi trên xe mà ngồi khiếp lắm. Rồi anh mà leo lên mấy cái đồ ngồi giảm tốc rồi đó. Anh ơi, anh mập cỡ nào thấy anh nè. Không có đâu. Nhưng mà thật ra thì em nghĩ là đây cũng là một cái điều mà với anh Trường Giang, nghĩa là lúc này đây thì anh cũng rất là tự hào. Bởi vì hầu hết là những anh em đi chung với mình và chúng ta đều luôn luôn được ngày càng phát triển nhiều hơn trong công việc, trong sự nghiệp. Và hơn hết là cái sự đón nhận của khán giả dành cho mình là rất nhiều. Và hơn hết là mình thấy là cứ mỗi lần mà 2 ngày 1 đêm mà xuất hiện thì đâu đó là các bạn khán giả, các bạn fan đều vào để mà theo dõi và đưa chương trình của mình liên tục nằm ở các cái vị trí cao của top trending YouTube. Thì em nghĩ đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời mà mình đã đạt được trong suốt hành trình vừa qua. Chắc là mình vỗ tay cho nhau vì cái tinh thần này. Hay quá. Là kết đúng không em? Ủa, kiểu này kết đúng không? Kết đúng không? Kết đúng không? Kết rồi. Đi người ta nói kết em ơi, nói nhiều quá đúng không? Chưa. Chắc giờ kết đúng không? Ủa, tại Tuấn phải đi mà. Thật ra thì hôm nay mọi người đến đây thì Quang Huy cũng như là Báo Thanh Niên rất là vui, bởi vì cũng hiếm lắm mới có thể quy tụ được một dàn cast mà đầy đủ 6 người như vậy.